Vâng, trước mắt chúng ta thì quý anh chị chúng ta đang thấy đây là một cái giấy giám định của một cái viên đá chủ của chiếc nhẫn Tứ Long hả vị ha. Và ở đây là mã số của viên đá chúng ta là 176574, 176574 hả vị ha. Và cái phần kết luận của viên đá chúng ta là không hề xử lý, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Và viên ruby của chúng ta như quý anh chị chúng ta đang thấy đây, này, trên chiếc nhẫn Tứ Long. Khá là đẹp hả vị ha. Về chi tiết của Tứ Long thì như quý anh chị chúng ta thấy là khá là sắc sảo ha. Rồi thì bây giờ ANZ sẽ cùng quý vị chúng ta sẽ kiểm tra viên đá của chúng ta, viên ruby sao dưới nắng nó như thế nào và dưới ánh sáng của đèn tiệc dạ hội nó ra làm sao hả vị ha. Rồi mời quý vị các anh chị chúng ta cùng ANZ trải nghiệm ạ. Dạ vâng, và đầu tiên thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái viên ruby, chiếc nhẫn viên ruby của chúng ta. Dưới nắng thì như quý anh chị chúng ta thấy là cái hiệu ứng sao sáu cánh ngay tâm luôn nè, ngay tâm giữa của chiếc nhẫn thưa quý vị ha. Và cánh thì rất là uyển chuyển, do độ phân giải của điện thoại nó làm cho cánh hơi nhòe xíu, nhưng mà quý anh chị có thể thấy là viên ruby đỏ hiệu ứng sao khá là to như thế này thì nó ở thị trường giá rất là cao thưa quý vị ha, và rất vui cho khách hàng chúng ta là mua viên này hời ha. Vì trước đây viên này LG mua nhập thô với giá rẻ, nó thành ra là để hữu duyên hữu nghị cho khách hàng của chúng ta. Và đây là ánh sáng dưới đèn của chúng ta đây, viên ruby 16,59 carat, viên ruby sao với cái mặt đá rất là mịn, mịn mứt luôn. Và khách hàng của chúng ta đã trải nghiệm viên ruby này rồi. Và vâng, với dòng ruby như thế này, có hiệu ứng sao như thế này thì thường nó sẽ rất là khó liền mặt hả vị ha. Thì rất may cho khách hàng chúng ta là một viên ruby khá là đẹp lên chiếc nhẫn nam. Và với chiếc nhẫn nam mà ruby hiệu ứng sao như thế này thì em đi tin chắc rằng là với khách hàng chúng ta sẽ ít bị đụng hàng ở thị trường hả vậy ha. Đấy. Vâng, và đây ngày hôm nay chúng ta thì có hai khách ngoại quốc thôi quý vị ha. Khách hàng của chúng ta đến xem những cái viên tinh thể aquamarine. Vâng, về đá thì khách hàng của chúng ta cần có nhu cầu về những cái dòng mà của Việt Nam chúng ta, thì rất may rằng là ở phía LG thì những cái dòng đá mà xuất thân từ Việt Nam chúng ta và những cái dòng đá mà được khai thác ở Việt Nam chúng ta thì LG đã có cả. Và ở đây LG cũng chào một số hàng của nước ngoài. Và khách hàng của chúng ta thì như quý anh chị thấy là đến xem rất là thoải mái, rất là vô tư ha. Và những cái hộp đá thô, hàng này chỉ là hàng trưng bày, hàng để cho khách tham khảo về từng cái dòng đá. Và mỗi một ô vuông như thế sẽ là một dòng đá. Và một hộp như thế nó sẽ có là 4 lần 3 là 12 ô vuông hả vị ha. Và ở đây chúng ta có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 hộp. Thì phần lớn là khách hàng từ phía MG sẽ có là người Việt lẫn cả khách ngoại quốc. Và điều mà MG rất thích là gặp các bạn thì MG có thể là chia sẻ một số vấn đề nghiêm túc về đá, và em thấy rất vui thì vì khách hàng cũng đã thích thích cái sản phẩm của chúng ta quý vị ha. Vâng, sau khi một hồi trao đổi về giá với hai bạn thì chúng tôi không có quyết định thôi quý vị ha, vì căn bản là khách hàng của chúng ta thì họ cũng đã đi xem ở một số dòng đá bên phía Ấn Độ. Thì giá cả chênh lệch giữa hàng nước ngoài và hàng của Việt Nam chúng ta căn bản là vì hàng nước ngoài thì nó sẽ trong và tinh khiết, nhưng mà về cái độ mà gọi là đậm màu và tươi màu thì sẽ không bằng hàng của Thường Xuân Thanh Hóa chúng ta.
Và ngược lại thì hàng của Thường Xuân Thanh Hóa chúng ta thì nó lại ít có cái hàng trong và to, nên thành ra là cái lập luận giữa cái tông màu từ đậm tới nhạt đấy thì không có đưa ra được một cái thống nhất thôi quý vị ha. Và ở đây thì LNG cũng tin chắc một điều rằng là với những cái nguồn đá thô của bãi khai thác đưa về thì từ phía LNG sẽ là một cái giá tốt nhất có thể đưa ra thị trường. Nếu như mà không mua được ở LNG thì sẽ không mua được ở bất kỳ đâu quý vị ha. Thì LNG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video khác với những điều chia sẻ thật là thú vị và tuyệt vời hơn á.